Bởi vì cái thời gian mà mình nói chung ở trong trại á, thì mình làm tốt mà mỗi một năm vậy nó có một cái bản án giảm. Dạ, dạ thì mình làm tốt thì là giảm, nhà nước sẽ giảm. Có thể là có khi không tới 10 năm cũng có. Dạ. Cái đó là bị cái lực tôi cũng biết. Dạ, nhưng mà cái bản án thì phải nằm rồi vậy rồi. Anh chào Út. Chào chú. À, em chào anh Năm. Chào chú Út. Dạ. Chào chú Năm. Hoàng đâu? Tết này Út ăn Tết lớn Út. Nhỏ hả chú ơi? Dạ kính thưa cô chú, đây là cô Tuyết, là cũng là vợ lớn của chú Vũ. Chú nay Út về quê ăn Tết, Mạnh với mấy anh em xuống đây, có dịp xuống đây rồi ghé thăm Út với anh Năm. Vậy là Út chừng nào đi Út? Chắc khoảng 11 á. Dạ 11 Út. Dạ. Cô Út về đây hồi nào? Bữa hôm 7. Bữa hôm 7. Dạ. Bà làm giấy chứng minh nhân dân á, rồi mới ở lại đợi chứ thôi cũng đi. Mà mình làm căn cước á ha. Để thẳng làm luôn á chứ trển về để cực quá, mình về nay còn gói cũng như đầm á. Nay con thấy Út hình như hơi đen á. Về đây mấy ngày nay nó không có đội nón căng đời đời giờ dạch luôn. Thấy Út hơi đen. Với ốm nữa. Dạ. Hỏi nhà mặc đồ nữa ốm, với ăn uống rồi tôi không bằng nó trở nữa. Suy nghĩ hay sao Út? Suy nghĩ sao ăn không được. Cảm thấy buồn không? Cũng buồn chứ. Nhà cửa mà buồn chứ. Nghe tin buồn không? Dạ thưa cô chú anh chị, đây là cô chú anh chị, đây là vợ lớn của chú Vũ. Thì chú Vũ thì cô chú anh chị cũng mà đã biết cái thời gian trước rồi, cũng 7 tháng rồi. Thì bây giờ cô Út cũng mà có gì ở đây, về quê Bến Tre để mà ăn Tết, thì mấy anh em cũng có xuống đây và cũng như là ghé lại đây để mà trò chuyện với cô Út. Thì chắc là cô Út bữa giờ cũng là có nghe tin chú Vũ hả cô Út? Nghe tin cho ổng, nhưng mà ở tù như 16 năm á, thì nghe tin nói thì nghe thằng Màu nói là xử nói với ổng mà. Yeah. Nhưng mà chị em đồ cũng là nó cũng là như là xử cái sao vậy đó. Yeah. Không có ai trơn á, xử hai chồng mà. Dạ. Yeah. Mới tù 16 năm. Thấy buồn không? Buồn. Dạ. Thì bữa con với Tám với cô Út với anh em đó. Dạ. Út vậy là Út cũng có xem không? Út thấy là ta đoạn đường đi á. Dạ. Thì ôm cô Tám, Út cho cô Tám rồi sao rồi tới cái chỗ mà tích cửa ra cổng gì. Dạ tòa án. Đúng rồi. Dạ. Thì cô Út có nói vụ tiền bạc gì đó. Rồi dạ. Cái bà tòa án đó cũng như là ông Vũ không có chống án á. Dạ. Giờ tiền bạc còn cái Út cũng biết rồi, ông ngày xưa ông nói giờ tiền đó là tiền nước nôi. Dạ. Ông nói là tiền nước nôi. Thì trong thời gian vừa qua thì cô Út cũng liên tục theo dõi chú Vũ. Theo ổng cái như nào á, thực sự được không? Nhưng mà thật sự là ổng ở tù 16 năm rồi. Khi mà cô Út nghe cái tin như vậy mình thấy nó có kiểu cũng buồn, cũng cảm thấy buồn chứ. Yeah. Nhưng mà không có, mà giờ này thì ổng chịu mà, ổng nói giờ thì vợ ổng nói làm sao thì ổng chấp nhận vậy mà. Thì giờ tòa án xử theo là nói của ổng mà. Cái anh bây giờ thì anh không chống án thì anh phải ở tù chứ sao. Yeah. 16 thì năm. Chú Vũ cũng đã chấp nhận cái mức án là 16 năm rồi. Yeah. Như là vợ anh nói làm sao là anh chấp nhận vậy mà anh đâu có chống án đâu. Yeah. Nói chung là luật pháp mà. Chắc có lẽ là chú Vũ cũng có làm cái điều gì đó cho nên là chú Vũ mới là nhận tội, chứ còn ổng nói cũng như là thà ổng chết trong tù chứ ổng không có về để cho vợ ổng cũng như là hận á, ổng hận vợ ổng á. Giờ ra thì cũng cảm thấy mắc cỡ với xã hội, cảm thấy cũng buồn thôi. Mình cảm thấy vậy mình để càng cho... mắc cỡ hơn. Nhưng mà chuyện đó thì Út cũng hiểu được, nhưng mà ổng làm không Út cũng biết tự không hiểu thôi. Dạ đúng rồi. Thì chỉ có thật sự là cho ổng có đâu chứ à. Tại vì ổng đâu có làm những chuyện gì đó, ổng nhậu vậy mà làm sao mà có cái tình cái vậy được. Nhưng mà ôi cả vợ ổng. Nhưng mà tới cái thời điểm bây giờ hiện tại là cô Út vẫn còn mà kiểu không có nghĩ là chú Vũ cũng làm cái chuyện đó sao? Tại vì luật pháp thì người ta cũng đã mà kiểu người ta cũng khám rồi này kia, người ta mới đưa ra cái quyết định, chứ mà không phải luật pháp mà không có tội làm sao không mà người ta có thể người ta bắt mình được. Đó. Thì chắc là cũng có gì đó. Nhưng mà điều là mâu thuẫn ở phía sau như thế nào thì mình cũng chưa có rõ mấy. Ông nói cũng như ông sai á, thì vợ nó làm sao là ông chấp nhận vậy. Yeah. Nhưng mà ông hiểu được đâu cô. Nghĩa là từ bữa mình hay cái tim đó mình cũng hoang mang, cũng buồn hả cô? Cũng buồn nhưng mà tại vì buồn chuyện là xử mà 62 chồng mà. Cái xử có như là bao nhiêu ngọc mặt vậy đó. Dạ. Sao tới 2 chồng? Như là có gia đình của bên chú Vũ đúng không Út? Có bệnh màu với ổng mà chứ gia đình mà đâu được vô đâu. Dạ. Mạo về quê nói là này cái gì á. Rồi bà con mà này kia nói là giờ là ông Vũ ở tù 16 năm. Dạ. Chữ nói với ổng mà chứ không có gia đình ông Vũ rồi không ai vô được. Tại vì cái bữa đó thì cũng cô Út với cô Tám cũng mà nghe cái tin cho nên nó cũng kiểu là không hiểu cái lý do tại sao mà xử mà người nhà không có, thì cô Tám với cô Út cũng ở lên chỗ viện kiểm soát để mà hỏi, thì viện kiểm soát thì người ta cũng đã nói là sự khép kín tại vì muốn giữ cái kiểu gì đó, giữ cái ấy cho bí nhi á, ái nghe sợ luôn tin ra này kia. Nhưng mà cái vụ này thì nó cũng đã rầm rộ rất là nhiều cái 7 tháng trước rồi, trong nước ngoài nước cô chú ai cũng biết hết rồi chứ không phải là tôi không biết. Thì mà giờ đến cái thời điểm bây giờ mà nghe nói là sự khép kín thì ai người ta cũng rất là thắc mắc. Đúng rồi, cũng như mà thử ra thợ nhiều khi mình phải nói lên này kia á, sầm rồi cái thả kính gì cho nó khỏi tiếng cái gì đó. Nhưng mà ông người này chắc ông chấp nhận là ở nhà tù luôn mà ông nổ ra đâu. Một cái mức án là 16 năm thì nó không phải là ngắn đâu, nó rất là dài luôn, thăm thẳm một cái cuộc sống con người mình làm qua cả vài năm, 1-2 năm mình thấy mình già rồi á. Căn bệnh ổng sống đâu cô ơi, có ổng bệnh nhiều lắm. Sao cô? Ổng bệnh nhiều lắm, chứ không có sống tới 16 năm. Có nghĩa là chú Vũ bệnh nhiều lắm, cô nghĩ là chú Vũ không có trụ được tới lúc mà hết án đâu. Không tới đâu. 16 năm thật sự là nó rất là cái thời gian rất là 16 dài. Tuổi là 16 năm là ông 72 tuổi. 72. Nếu mà mình làm tốt thì giảm án. Mình làm tốt thì nhiều khi giảm khoảng 10, 12, 13 năm gì đó. Làm tốt thì giảm. Cũng nhưng giảm mà, cũng 12, 13 năm. Dạ, nhưng mà cái thời gian mà nói tiếng 10, mười mấy năm thì nó quá dài. Dài vô lắm, dài ít á. Dạ. Chứ đó là tù là mình nói thì nó ngắn. Ừ. Nói thì nó ngắn nhưng mà mình sống rồi mình thì nó dài luôn. Và án một cái nữa thì khi mà mình chịu cái án đó mình càng thấy cái thời gian nó càng xa. Dài lắm. Nữa. 5 tờ cũng dài lắm mà 16 năm tờ dài lắm. Không, mình làm tốt, nếu mà tại bản án thì mình làm tốt thôi thì nó có thể là 10 năm. Dạ. Mà còn lại 10 năm là giữ. Dạ. Bởi vì cái thời gian mà mình nói chung ở trong trại á thì mình làm tốt mà mỗi 1 năm vậy nó có một cái bản án giảm. Dạ. Dạ thì mình làm tốt thì là giảm nước sẽ giảm. Có thể là có khi không tới 10 năm cũng có. Dạ. Cái đó là bị cái lực tôi cũng biết. Dạ. Nhưng mà cái bản án thì phải nằm rồi vậy rồi. Nhưng mà mình nghĩ cái là cái thời gian nó mà tới 10 năm đời người mà mình đâu có nhiều cái 10 năm đâu. Mình năm nó dạng đẳng. Dạ. Mà tôi cũng bức xúc có cái lý do nào mà nó cái tòa án mà nó ra mà nó cái vụ xử kín. Tôi thấy như bé Nhi giờ thực tế là nói chung trong nước và ngoài nước đều ai cũng biết hết. Dạ, ai cũng biết rồi. Chứ đâu phải mà cái mình làm những gì mình lén lút mà để mình làm bên cái gì bên cái kín phải không? Dạ. Nhưng mà tôi bức xúc có cái gì gì tòa án ra cũng phải có đôi bên này kia, cũng có cái gia đình. Nó cũng có một phần nào nó chơi cũng nắm được. Con này không nghe, nói chung cũng không gì cái hôn kính thôi. Yeah. Thì giờ tôi cũng nghe clip éo rồi tôi nói cũng vậy thì tôi giờ cũng phải chịu chứ sao giờ. Yeah. Mình là người dân mà mình đâu có nằm vào cái pháp lực. Yeah. Chung. Ừ. Dạ thưa cô chú anh chị, đây là anh Năm, là anh ruột của cô Út, anh rể của chú Vũ. Nói chung mà khi mà Nhi cũng mình cũng hoang mang, cũng hơi thắc mắc ra cái thứ. Thì giấy quyết định thì hôm qua cô Út cũng có nói là giấy quyết định chú Vũ xử 16 năm đó là đưa về rồi, đưa cô Màu. Và cô Màu xử bữa 20 mà ngày 29 mới cô Màu mới đem qua cho đưa cho Tăng cháu nội á. Dạ, là giấy quyết định mà chú Vũ con cũng chưa biết. Nếu mà bà nội hay chắc bà nội sốc, chắc bà tại không biết luôn, cho im luôn quá chứ. Dạ. Là đâu có chịu nổi đâu. Dạ. Bây giờ bà lãng tai càng nhiều. Dạ. Bên bà Mười thì biết, còn nội thì con nghĩ chắc không biết đâu. Bà Mười thì cũng mới biết thôi, ngày hôm qua thì cô Út cũng có kiểu là bà Mười bà hỏi chú Vũ. Bà hỏi thì chú Vũ, của chú Vũ chết rồi hả? À, sao bữa giờ không thấy? Bà Mười hỏi vậy luôn, ủa? Mười hỏi chết dạ. Hả? Phải lên hả? Dạ, tại vì không thấy chú Vũ. Xong rồi tụi con ấy cũng giấu, nhưng mà cái cô Út nói thôi để nói cho bà Mười biết đi, chứ mà giấu làm gì, mới nó xong mới đầu cô Út mới ngồi nói cho bà Mười như vậy đó, thì bà cũng buồn quá trời. Không mà bây giờ cô Tám với cô Út chắc nào chắc nó cười dữ lắm ta, nó dạ nó tưởng là ai nó gặp ai nó cười nó quýt nó dữ lắm luôn à. Bà con chồng sớm đã nói dữ lắm, tại vì sửa 20 là 21 là Út hay tin là ông Vũ xử rồi. Dạ. Sao Út nghe? Tại Út có anh con chú bác ông chồng á, cháu nạn màu á, điện lên để nói Út á. Dạ. Với Út là cũng như là Vũ xử án là 20 tây rồi, dạ. 16 năm tù. Vậy là hai bữa tính á. Bữa 20 là 21 Út biết rồi. Dạ, Út họ điện hỏi chú đó, chú không biết đó. Dạ. Vậy đó là trong thời gian là cô Út cũng là liên tục điện về nhà hỏi thăm luôn. Ừ. Anh con Bắc Nam điện lên họ nói là hay hơn, hay Vũ xử rồi với 20 tây là ở tù 16 năm, nhưng mà xử tâm khép kín chứ không có ai, chỉ có mày với nó ổng thôi. Vũ cũng buồn, ổng nói vậy mới thì thôi giờ nó không chống án thì nó chấp nhận ở tù 16 năm chứ. Đó, 20 tây xử là 21 tây là ổng có điện hỏi cho mạnh đó. Dạ thì con cũng biết, nhưng mà bữa đó con không có dám nói, mình chưa biết cái rõ cái sự thật á, nên mình cũng chưa có khẳng định. Nhưng mà hôm bữa là đi với Út với Tám á, là bữa đó là mới khẳng định là chú Vũ xử ngày 20 à. Cái ngày mà đi ấy, thì nói chung là tụi con biết rồi, nhưng mà tụi con vẫn là chưa khẳng định được. Thì cái ngày hôm nay này, hôm qua thì tụi con xuống thì cô Út mới nói là có cái giấy quyết định của bên tòa án đưa xuống rồi, thì tụi con mới mà dám nói thôi, chứ còn mà mặc dù mình vẫn biết là cái thông tin là nó như vậy rồi đó, mà mình vẫn chưa có dám. Vì chưa có giấy quyết định mà dạ. Chưa có giấy quyết định đang tin ra được. Dạ, đúng rồi chứ. Giờ là cái gì cũng như phải có rồi. Quyết định. Chuyện mà dễ nói mà, nói với chồng sớm nó cũng như là xử ông Vũ rồi với nó rồi, là như xử nó với ổng không à. Bây giờ nó ổng chấp nhận chứ ổng không có chống án, chấp nhận hết. Ổng nó nói vậy nè, ổng nói vậy đằng sau thì ổng chấp nhận như vậy hết. Dạ. Ổng sai, ổng thỉnh, ổng không có nhớ. Dạ. Để nói với ông sầm ra ngày nói thì anh bà con mới điện nó nói với Út là ông Vũ xử là kêu án 16 năm tù, cũng buồn, nhưng mà ông không biết nghĩ sao mà ông không hiểu không sao mà ông cũng không tấm án lại chấp nhận mà. Dạ. Tại vì cô Út buồn là do là trong cái thời gian mà chú với cô á xa cách thì cô cũng là trong mong chú về để mà có ngày mà kiểu như là như chú không ở với màu nữa, thì cô Út cũng muốn đoàn tụ lại với chú Vũ. Nhưng mà bây giờ tới thời điểm hiện tại thì nghe tin chú Vũ là mức án 16 năm rồi, thì cô Út cũng rất là buồn, cũng không có biết như thế nào. Hôm về cũng nói với Nam nghe, Nam ơi giờ ông Vũ ổng xử án rồi, tư án rồi là 16 năm tù, Nam cũng đâu tin đâu. Nam lại đâu tin đâu. Lúc anh Nam cô Út này nè, Út giờ Út về nói anh Nam rồi, anh Nam sao anh Nam? Thì cũng nghĩ giờ nếu mà mình đưa ra một cái điều như vậy thì chắc có quyết định thì chắc thôi mình cũng nghe vậy chứ nói sao giờ, bởi vì cái làm hay không thì tùy nó, nhưng mà giờ ra cái tòa án rồi thì mình đâu có còn gì nữa mà mình nói nữa. Thì giờ thì xử như vậy là cũng ổng hết nhận gì ổng có chịu giờ, nhưng mà anh lại nhiều em Út thương ổng đi, nhưng mà Út đâu có dám nói gì. Út chỉ thương thôi. Bây giờ mà ổng nếu mà ổng ra tù thì Út cũng mừng, nhưng mà ổng không có nghĩ là ổng chống án thì ổng chấp nhận ở tù thì Út chỉ buồn thôi chứ nhộn không nói gì hơn. Rồi bây giờ con hỏi cô Út nè, như một người như chú Vũ ấy, thì trước đây thì cũng đã mà làm những cái điều mà sai trái với cô Út, cũng đã mà đi theo một cái người mới rồi, nhưng mà tới thời điểm hiện tại thì hai người cách xa nhau cũng ba mấy năm rồi, mà cô Út vẫn mà muốn ở lại với chú Vũ, mà con nghĩ cô Út cũng một cái gì đó rộng rãi lắm luôn. Giờ tình dù sao nó cũng tình nghĩa vợ chồng cũng có đứa con rồi, nhưng mà giờ thì nếu ổng trở về thì cũng gặp lại có gì đâu, trở lại có gì đâu, thức mình không có gì đâu, nhưng mà bây giờ chắc ổng không có ra đâu, giờ không gặp lại nữa. Bây giờ cũng không thể nào mà chấp nhận tha thứ được. Tại ổng mà, ổng làm chứ chắc giờ ổng cũng nghĩ ra chắc ổng cũng buồn. Nhưng lúc còn điên cũng suy nghĩ chắc buồn đó chứ. Yeah. Ốc ớ sữa ốc cốt đó mà, tại giờ ổng sữa ốc như vậy thì thôi ốc có chịu. Thì yeah. Giờ ổng cũng vậy thì ổng có chịu thôi. Yeah. Chắc nhận ổng. Thì có chắc có làm mới có nhận, thì nhận với lực pháp đòi án thì giờ mình cũng phải cho nghe vậy chứ sao giờ. Yeah. Mình đâu hiểu được đâu. Yeah. Nữa thì tôi biết, nhưng mà điều mình nói lên đây tất cả nói chung trong nước ngoài nước mà điều ta nghe cái người ta cũng có biết được cái chú Vũ như thế nào rồi. Yeah. Nhưng mà trong thời gian qua thì giờ nói chung giúp thì giúp không được thì thôi giờ thì nó làm nó chịu thôi. Thì mình cũng muốn có xử ra thì hai bên hết nó mới đúng chứ. Xử như vậy là chắc cũng đã không đúng rồi. Như chuyện đã xảy ra cũng đã biết hết tên rồi, tao phải không biết đâu, tao còn giấu kín nữa. Yeah. Mà xử vậy là cũng hơi buồn, thiệt buồn. Yeah. Tao không biết nghĩ làm sao mà xử như vậy là cũng buồn thiệt. Yeah. Không hiểu. Yeah. Nghĩ làm sao mà xử như vậy. Bây giờ ai cũng được xử hết. Kêu án là bao nhiêu người làm hai bên hết chứ đâu phải một mình xử vợ chồng. Yeah. Chuyện đó là xử vậy là cũng buồn, thiệt, yeah. Cũng buồn. Hai bên đặt trúng hai bên là chuyện gì đâu mà xử hai gấp kính là không hiểu làm sao à.